Cái bài của mình nha. Hôm nay có làm rồi mà chạy giờ chưa đạt. Đây chiếc cái thác Việt 2022 làm nồi bô với lọc gió. Gió đi Canon của Mỹ luôn nha. Gió nó nhiều không? Nó zin thì chạy thời gian là nó ống bụi nè. Rồi thì mình phay ảnh bi bẻ độ dớt theo bài để nó mở cái tua lên đây. Nó mở vậy nè, chuông nè, bố nè, so nè, nồi bô lọc gió. Giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đây cái thác Việt Nam 2021 làm full nồi bô xăng lửa. Thì mình lên hộp xăng lớn nè, kho gió lớn nè, xăng lớn, còi gió lớn, cục Abitex, Azu, dây nè, rồi mô bên sườn Takegawa, rồi bô thay cổ titan, hàng cục qua thì so, bô móc ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô, xong rồi mình đi canh nano mình test cho anh em xem, rồi xong mình test thử cho anh em coi luôn. Đây là ba anh em rất là nhẹ. Hả? Ủa, rồi. Cái rồi.
giấy khai thác Việt Nam 2021 150. Bây giờ mình làm full nồi bô xăng lửa, làm full hết luôn. Mình test cho anh em xem nha, là chưa hết ga là 560 rồi. Nó lên tới đây ha. Xin nó khoảng 130 mấy 140. Bây giờ mình lóc cái nồi vô, mình test thử cho anh em xem. Cái này làm full hết á. SCO không xăng, có gió, không gió, không pin sườn. Ổ bô titan luôn, hay là ép luôn. Cái này lên nguyên cái phần này của 350 rồi. Đó, nó dè luôn nè, đó. Nhìn nó giống á. Tiếp tục ngày bận rộn của anh em nha. Thắt 350 một con, thắt 150 Star Ninja Fario. Những xe trong nhà đang dọn.